Xin chào cả nhà. Thì hôm nay là mình sẽ đưa cả nhà đến một cái gọi là một cái nhà thờ, nhưng mà cái người ta gọi nó là monastery. Thì ở đây cái nhà thờ này chỉ dành cho phụ nữ thôi. Thì không biết là mình có được vô không, tại vì mình không nghĩ là hôm nay mình sẽ đến đây nên là mình mặc cái quần short á, nên là không biết có được vô hay không, thì chỉ quay cái phía ngoài cho mọi người xem thôi. Ha, thì nếu mà một lúc nữa mình mà tìm được cái chân váy nào đó để mà mặc vào để mà đi vào trong á, thì mình sẽ quay phía trong cho cả nhà xem nha. Thì đây là cái cảnh xung quanh cái nhà thờ này, thì nó là cái nhà thờ này chỉ dành cho phụ nữ thôi. Đó. Thì để xem thử là có cái chân váy nào hay không để mà vào. Thì nếu mà vào được bên trong thì mình sẽ quay, còn nếu không được thì mình xin lỗi cả nhà, để lần sau mình sẽ đến nha, mình sẽ quay cho cả nhà cùng xem nha. Thì bây giờ là có một cái chân váy để quấn ở phía dưới, thì ở trong nhà thờ này cũng có, nên là bây giờ mình sẽ đứng xếp hàng, bởi vì đang trong cái mùa dịch bệnh nên là chỉ có mỗi một lần là 20 người được đi vào trong thôi. Thì bây giờ là mọi người đang đứng xếp hàng để chờ nè. Đây thì bây giờ thì mọi người đã quấn cái váy xong rồi. Đây, ok, we go around to see. So okay, tourist man, tell me. Ê, mấy đứa đi đâu? Đây, đây là ở phía bên trong, đa số là ghi tiếng Hy Lạp, mình cũng chả hiểu nó là cái gì. Mình chỉ biết là chỗ này trồng rất là nhiều hoa và rất là đẹp. Và để đi vào trong để xem có ai giải thích cho mình ở đây là gì không nha. Tại vì lần đầu tiên mình cũng đến đây nên mình cũng không có rõ. Đây là phía bên trong cái nhà thờ, rất là đẹp. Đây là một người đứng, có một người đang cầu nguyện. Ở trong này mọi người không thể nào mà nói chuyện to được. Đây, nhìn cái phong cách nhà thờ của phương Tây đó mọi người, thì mọi người nhìn thấy không? Rất là hoành tráng luôn. Thì cũng có rất là đông người. Bây giờ thì mọi người sẽ bỏ tiền vào trong này. Bây giờ thì mọi người sẽ cầu xin sự may mắn, nên là sẽ đụng hết tất cả những cái tấm ảnh ở trong này, những cái vị thần ở trong này. Thì mình xin đính chính lại một chút, đây không phải là một cái gọi là cái nhà thờ chỉ dành cho nữ, mà có nghĩa là
ở nhà thờ này các tu sĩ là nữ là niêm, ở trong mình gọi là các sơ á, thì tất cả tu sĩ ở đây là nữ nha. Thì lúc nãy mình có quay ở phía trong nhà thờ cho mọi người cùng xem á, thì ở đây người ta để đi đến đây cầu sự may mắn nè, rồi người ta sẽ rờ lên trên những cái bức tranh về Chúa, những cái vị thần ở trong đó để mà cầu sự may mắn bình an á, thì có rất là nhiều người luôn. Thì bây giờ là chỉ có một cái chỗ nhỏ như vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ đi đến một cái nơi thứ hai. Cái chỗ này là để mọi người mua về các vị thần, các vị chúa nè, những cái quyển này là quyển kinh thánh, những cái truyện hay là những cái lịch sử về những cái người này. Còn đây là mật ong và những cái đồ tự nhiên á, dầu ô liu, mật ong, trà. Thank you. You buy something? Yes, I buy this. This is a rose. Thì có rất là nhiều người đi đến đây, tại vì cái chỗ này á, là mọi người nói rất là linh thiêng luôn á, nên là có rất là nhiều người đến đây tham quan và cầu xin sự may mắn ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ mua hai gói trà. Đây là trà hoa, trà hoa hồng. Very good. How many nuns are living here? 11. 11, right? 11. À, đây có mấy cái dây đẹp quá nè. Thank you. Thanks very much. Thank you. Bye bye. Bye bye. Ok, thì bây giờ thì Hana sẽ cùng với lại mọi người sẽ đi đến một cái địa điểm khác. Ở hôm nay chỉ ghé sơ về cái nhà thờ này thôi, bởi vì mình cũng không có hiểu được. Mình không có phải là đạo nên mình cũng không hiểu được. Mình chỉ muốn quay cho mọi người xem về cái kiến trúc cổ, hoặc là những cái sự tín ngưỡng của những cái người châu Âu ở bên này đối với những cái nhà thờ. Thì người ta rất là tín ngưỡng, cũng giống như mình khi mà mình đến với chùa chiền Phật vậy đó. Thì mọi người cũng thấy rồi đó, cái kiến trúc trong những cái nhà thờ ở bên đảo Síp cũng giống như là những cái kiến trúc của Hy Lạp đó. Thì ở đây nó thiên về những cái gọi là thần Hy Lạp đồ này kia đó, nên là nhìn nó rất là gọi là uy hoành tráng, gọi là hoành tráng. Thì bây giờ mình sẽ đi đến một cái chỗ khác nữa nha, thì mình sẽ quay cho mọi người xem nhé. Let's go. Mọi người ơi, thì bây giờ mình đi đến một cái làng. Sorry Kai, can I ask this is what the name of the village? Catodris. Huh? Catodris. Ka. Cato. Tor. Cato means Cato. Down. Yes. Dris. D. R. Y S. Gri. Dris. Cartoon Gri. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái làng đó rồi, thì rất là đẹp, mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Nhà ở đây rất rất là đẹp luôn. Đó. Mọi người nhìn thấy không? Cái nhà nó bé bé, xinh xinh, sơn cái cửa màu xanh, rồi có hoa, có trang trí các kiểu. Hey. This is the restaurant or okay, so you selling something? Okay, so when I come back, I will bus here. Thank you. Đây. Nhà ở cái làng này á, là nó rất là cổ, nó rất là đẹp luôn. Thì cái đường đi nè, ở đây rất là yên bình luôn á mọi người ơi. Thì ở đây á, là dành cho khách du lịch đi đến tham quan. Mọi người có thể nhìn thấy là nhà ở đây kiến trúc rất là xưa cũ nhưng mà người ta rất là sạch sẽ rồi á hả. Cửa sổ nè có đủ màu nè, xanh nè. Thì mọi người cũng nhìn thấy được nè, thấy cái màu xanh nước biển này có quen không? Thì đây là một cái gọi là người Hy Lạp, người ta rất là thích trang trí nhà có cái màu xanh ở trên mấy cái viền đó, giống như mọi người thấy ở cái Santorini ở Hy Lạp đó.
Nhưng mà người ở đây thì rất là thân thiện luôn. Đây. Đi. Rất là đẹp. Những cái cây trước cửa nhà thì đều có những cây hoa vậy, rất là đẹp luôn mọi người. Đây. Đây, cuộc sống của mọi người ở trên cái làng này rất là yên bình. Nhà đối diện nhau, rồi nhà người này đi sang nhà người kia chơi. Hi, hi. Hi. Sorry, I speak English. So you can... Very welcome. Thank you, thank you. Very welcome, Maria, welcome. Thank you. Người ta rất là thân thiện luôn. Đây, cái cửa này thì đẹp quá nè. Đây, rất là thân thiện. Đây, mọi người nhìn thấy không? Nó có một cái những cái gọi là những cái vẽ vời ở trên tường, chỉ nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nhìn rất là đẹp luôn. Đây là một cái quán ăn. So the people here, they are very friendly, huh? Yes. This is Neon Cafe New Central Park. This is a club. No, in the moment it says design closed, but mm-hmm. I think this was like a Cafe Neon before. So I like here, you know, very quiet. Yes. And the people here very friendly. Đây. Cái họa tiết này là làm bằng gạch đó ta. Để mình lại gần mình xem coi. À, người ta vẽ bằng nước sơn. What? Mày kêu tao? À, đây là nhà gì đây mà cái này gọi là hòm thư á. À đúng rồi, hòm thư. Thì còn cái này gọi là cái gì đây? À, cái này ở trong này có nhiều nhà hả? No, you see, no, these are mailboxes. Mailbox. Because they don't go to every house. Ah. You know, let's say you live. So is it they have the number? Yes, if the house. And they put if you get a letter, they open and put it ah, in. Ah, okay. You know? Cái này gọi là cái hòm thư, thì cái hòm thư này là của nguyên cả xóm này luôn mọi người. Người ta sẽ không đi bỏ thư ở từng nhà, mà người ta sẽ bỏ thư từng cái số này, thì mỗi nhà nó sẽ tương ứng một cái số, thì người ta sẽ đem thư lại đây bỏ, và mỗi ngày thì mình rảnh thì mình đến đây mình kiểm tra xem mình có thư hay không á. Cái chỗ đấy ngồi là đẹp thôi. Tại vì cái quần nó hơi kỳ á. Cái chân của chị ạ. Ngầu lòi vô coi. Thì làm ngầu chứ. Ở đây mọi người tập trung lại một nhà nói chuyện vui ghê nè, hàng xóm ở đây vui lắm. À, ở đây có một cái nhà đang sell, đang bán đây. So Kai, how you think? How much for the, this house? I think it's expensive. They can go. Wait a minute. Fox rent. So it's good if have house here, you know. Every Sunday will come. No, I have a house in Pachta. Every day I be there, right? À, cái làng nhỏ nhỏ xinh xinh dễ thương. Thì
Thì cái chỗ này nó chỉ là một cái con đường ngắn ngắn có rất là nhiều nhà đẹp. Đây, đây là cũng là một cái nhà đẹp nữa. Đó. Okay, this is the car, the car. Đây, mọi người giờ thấy mấy cái cửa màu xanh này, tù màu trắng giống Santorini ở Santorini ở Greek. Ah, so so this can knock the door. Yeah. Yeah. Có cái bàn tay kêu kìa. So I see the white color and on top they paint the window and the door is the blue. Yeah. Look like Santorini. Santorini. Yeah. Santorini. Ui giời ơi, hai con nó chụp hình ngay thùng rác nữa. Đây. Thì nếu mà có tiền thì đến mua nhà ở cái làng này. Cái nhà lúc nãy treo bán chỉ có 120.000 thôi. Thì ở đây người dân rất là thân thiện luôn. Cảnh thì đẹp. Thì mỗi chủ nhật thì có thể cùng tất cả bạn bè đồ đến đây. Ui ui ui. Cảnh đẹp lắm. Nhìn về đằng kia mà hát. Đừng ngăn hóa mất đi. Đây nhà đẹp chưa? Bây giờ thì mình sẽ di chuyển đến một cái địa điểm khác nữa mọi người ơi. Thì mình sẽ quay cho mọi người xem nhé. Không đâu đến nỗi xấu xí đâu, tao phải giữ liêm sĩ lại cho tao chứ. Mọi người tập trung vào cái nhà này rất là đông. Em bé hello. Ni hao. Người dân ở đây rất là thân thiện luôn á mọi người. Đây lúc nãy có hứa với lại chú này là sẽ đến đây. Sẽ đến đây để ghé vào nhà của chú. Thì mình sẽ đến đây. Wow. Ơi. Đây thì trong chỗ này thì chú bán rất là nhiều đồ. So what he have here? This something is, I can eat. Yes, this is Trimisovita. Okay, we try this. Yes, we try take one this. Yes. Mm-hmm. Đây một cái quán nhỏ nhỏ bán những cái đồ mà ở trên giống như thủ công mỹ nghệ nè. Ở trên cái làng này. Rồi những cái mật ong, những cái siro, cái bánh của cái làng này làm. Đó. Hello sis. Very 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 photograph. Thank you. Đây cái giường. This is where you put the bread before. Yes, 100 years ago, grandfather or grandparents. Yes, this is me. This Yes, you make the This here now. So this is what is this? This is the bread. You put bread. The bread. The old man, the old woman. Yes. Is here. You put the bread, not for the mouse and animals come to eat. Every every 10 days. Cái chỗ này là cái chỗ mà làm bánh mì rồi bỏ lên để cho mấy con mèo với mấy con chuột không ăn được á mọi người.
Thì đây là những cái gọi là thủ công mỹ nghệ. Cái đẹp gì? Đâu? Đâu gỡ gỡ chị coi, chị lơ tay chị coi coi. Ừ đẹp đó. Ôi cái đó khiêu dữ à. Ê cái đó nhìn lạ lùng ghê á. Mà tao thì tao khoái mấy cái lạ lùng vậy nè. Ừ khiêu á, khiêu á. Được không khoái, bao nhiêu tiền á? 80 chị ạ. Hốt đi, không có tiền tao cho mày. Lấy nhé. Ừ. Gọi là có quà. Ok, she take it. Okay. It's very nice. Yeah. Why you like something different? Yes, yes. Very noble. Yeah. Không, chỉ lấy những cái này, lấy cái này thôi. Thế là ngon. Đây, mọi người cùng mua bánh và mua đồ lưu niệm. Cái bánh của tao luôn kìa, sẵn trả đi. Cái bánh tròn á. Ok. À cho có cái đeo bông bỏ vô trong đó. Dê cao tô. 18 ơi. Dê ca, dê cao tô. Dê ca, dê ca. À dê ca ốc tô. Là 18, là 18 ơi. And you put a little bit in water. One minute. The tea? À, cái này là trà mọi người. Thử trà. Đây mình. Ah, this is already you prepare, no? Yeah. Thank you. The people hold, yeah. The people they very nice. Very good. This is almost sweet. Mm. Nó thơm cái mùi Huế mà almost sweet. Almond nuts and they look like a marzipan. Thơm cái mùi thơm cái mùi Huế mà nó còn ngọt cái mùi của mật ong nữa. Yes, she try already. Yes. Yeah. Very nice. Thank you. Thank you. Ok, bây giờ mọi người sẽ đi ra ngoài và đi đi về. Hana xin chân thành cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi hết cái video clip của Hana. Và đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để là người đầu tiên nhận được những cái video clip mới nhất của Hana nhé. Và Hana xin chúc cả nhà luôn luôn có nhiều sức khỏe, luôn luôn gặp nhiều niềm vui, luôn luôn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc, và đặc biệt là luôn thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn cả nhà, xin hẹn gặp lại cả nhà ở video clip tiếp theo. Xin chào, tạm biệt. Thank you.